Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, như tôi nói trong chương trình sáng nay, hôm nay là ngày ăn mừng thống nhất đất nước về địa thế, để rồi từng bước một thống nhất về pháp lý và thống nhất nhân tâm, hòa hợp dân tộc trong và ngoài nước, giữa các dân tộc với nhau, giữa các tôn giáo với nhau và giữa người trong nước và ngoài nước, theo đúng nghị quyết 36, chỉ thị 45 của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, ở hải ngoại, những người chống cộng cực đoan liên tục tấn công vào nhà nước Việt Nam, nói rằng ở Việt Nam vấn đề tham nhũng và tiêu cực rất là nặng nề. Nhất là ông Nguyễn Văn Đài, một người cựu luật sư chạy sang nước Đức, thì ông lên tiếng cho rằng căn nguyên của tham nhũng là do đơn đảng. Mà tôi thì đã phản biện đưa ra những bằng chứng của Consumer Perception Index của Liên Hiệp Quốc cho thấy rằng đơn đảng hay đa đảng đều có cả tham nhũng. Và tôi cho rằng nguyên do của tham nhũng là tham sân si. Những tiêu cực của xã hội là do con người không có trấn áp được lòng tham của mình. Cách đây khoảng một tuần thì có một người trên mạng xã hội gửi Messenger cho tôi, hỏi tôi về việc một bác sĩ Việt Nam ở California bị bắt để truy tố về việc thâm lãm ngân sách và gian lận tiền cứu trợ của Mỹ khoảng chừng 200 triệu USD, tức là 200 triệu Mỹ Kim. Tôi có nghiên cứu và tôi trả lời với người đó, đó là chuyện này thì ở bên Mỹ là chuyện mà trong những năm qua Bộ Tư pháp của Mỹ bắt rất là nhiều người, trong đó có người gốc Việt, về vấn đề gian lận tiền welfare và đặc biệt là trong dịch COVID-19, gian lận những số tiền cứu trợ COVID-19. Còn cá nhân một bác sĩ mà như thế thì tôi chưa thấy. Thế thì người đó mới nói rằng là đã lấy tin từ đài SBTN, là một cơ quan truyền thông của mở ngoặc và đóng ngoặc, nhiều người nghi ngờ, nghi vấn là của Việt Tân ở Mỹ. Đài này là một đài chống cộng cực đoan. Thì ông ấy, người bạn của tôi, gửi cho tôi đường link là đài SBTN đã loan tin như thế. Tôi có vào trong đường link đó, nhưng thưa quý khán thính giả, vì tôi đang ở Việt Nam thì bị bức tường lửa, chưa vào được ngay. Nhưng tôi có trả lời với người bạn đó, chuyện này không có gì lạ đối với tôi, vì năm 2021, năm 2022, Bộ Tư pháp của Mỹ đã truy tố rất nhiều cá nhân, ít nhất là một trăm mấy chục cá nhân, và có trường hợp 47 cá nhân, các bác sĩ đã tham lam gian lận tiền cứu trợ COVID-19 và đã thu hồi lại được hơn 2 tỷ Mỹ Kim rồi. Trong những người bị truy tố thì có rất nhiều người gốc Việt, bác sĩ Việt Nam. Nên tôi sẽ nghiên cứu và tôi sẽ có một bài nói chuyện như thế này. Vì đây là ngày 30 tháng 4, tôi muốn nói với những người bên chống cộng cực đoan, chính đài SBTN là một đài chống cộng cực đoan loan tin chuyện này, là một số bác sĩ Việt Nam gốc Việt đó tham lam như thế, số tiền không hỏi nhỏ. Số tiền không phải nhỏ, như là họ nói rằng là chứ đây là một trong ba trung tâm ngoại trú do bác sĩ phẫu thuật Anthony Hào Đinh điều hành tại quận Cam, California. Cái nôi á, nôi chống cộng cực đoan California, nào là thành phố Westminster, gì ồn ào đó. Thì
đã bị FBI bắt giữ. Không phải ông Hoàng Duy Hùng loan tin nha. Như tôi nói, đây là tin của đài SBTN lấy tin từ Wall Street Journal cho biết một bác sĩ Việt Nam tên là Anthony Hào Đinh, cũng là trong giới chống cộng cực đoan đó, ở ngay tại California, Nam California đó, gian lận tiền cứu trợ này nọ 153 triệu Mỹ Kim. Con số tiền đó mà tính ra tiền của Việt Nam là cả bao nhiêu tỷ, không? Cái trung bình là 40.000 đô là 1 tỷ, 400.000 đô là 10 tỷ, 4 triệu đô là 100 tỷ, 40 triệu đô là 1.000 tỷ, 153 triệu thì gấp 4 nữa thì là 4.000 tỷ tiền Việt Nam khoảng đó, 4.000 tỷ. Con số này thì tôi hỏi ông Nguyễn Văn Đài nghĩ như sao? Bên Việt Nam mà nói nghe, nói là gian lận thâm lạm tiền công quỹ lên tới 4.000 tỷ tiền Việt Nam thì chắc mấy ông mấy bà la trời lên rằng đó, thấy chưa, toàn là một lũ tham nhũng thối nát. Tôi đã từng làm một clip khi nói rằng Busby là một tờ báo chuyên về vấn đề, điều nghiêng về vấn đề tham nhũng hối lộ của nước Mỹ. Tiết lộ từ năm 1997 tới năm 2018, nước Mỹ do vấn đề tệ nạn tham nhũng hối lộ thối nát tiêu cực này nọ đó, bị thất thoát lên tới con số là 200.000 tỷ. Tính ra là mỗi một ngày đó là hơn 8 tỷ Mỹ Kim, mỗi một giờ như vậy là mất không biết bao nhiêu tỷ Mỹ Kim. Con số này là một con số kinh khủng vô cùng, vượt qua cả gọi là 10 năm tổng sản lượng của nước Mỹ cơ mà. Thế mấy ông mấy bà có bao giờ dám lên tiếng đâu? Nguyễn Văn Đài có bao giờ dám nói rằng đó, nước Mỹ tham nhũng kinh khủng như thế đó, tệ nạn như thế đó. Nước Mỹ nào là tam quyền phân lập nè, đệ tứ quyền tự do ngôn luận nè, rồi lưỡng đảng là đủ thứ hết đó. Thế nhưng mà có chặn được cái vấn đề tiêu cực tham nhũng hối lộ không? Bây giờ đó, nếu mà nói rằng là về vấn đề mà gọi là lương lẹo để lấy tiền công quỹ của Mỹ đó, thì xin lỗi quý khán thính giả nha, tôi không muốn nói gì đó không hài lòng về người Việt Nam, nhưng mà những người Việt, bác sĩ Việt, gốc Việt ở Mỹ là rất là cao. Tôi nói thí dụ thôi, năm 2021 thôi, một bác sĩ gốc Việt, quý vị cứ Google đi, thì sẽ xem thấy rằng là bị truy tố vì thâm lạm, vì gian lận ngân sách của cứu trợ đó, 37 triệu Mỹ Kim. Rồi năm 2022 đó, năm ngoái đó, thì quý vị Google đi, 47 người, trong đó có nhiều người gốc Việt, bị truy tố về thâm lạm, ăn tiền chậm cứu trợ COVID-19, cứu trợ những trẻ em lên tới 250 triệu Mỹ Kim. Nhiều lắm. Lác đác mỗi một tháng như vậy thì chuyện này chuyện nọ cộng lại đầy hết. Tham nhũng hối lộ và tiêu cực rất là đầy. Thế bây giờ đó, trong tuần rồi đó, theo như đây là theo tin tức của SBTN nhé, chứ không phải là của tôi nhé, một bác sĩ gốc Việt bị bắt vì gian lận hơn 153 triệu Mỹ Kim. Đây là một trong ba trung tâm nha, cái một trung tâm luôn á, điều hành gian lận mà, do bác sĩ phẫu thuật, không đã là bác sĩ mà còn bác sĩ phẫu thuật là chuyên nghiệp, không là bác sĩ giàu có như thế rồi đó, mà còn đó là tham lam
do cái sự lòng tham Anthony Hawden điều hành tại quận Cam đã làm cái chuyện này. Thế Nguyễn Văn Đài lên tiếng đi. Nguyễn Văn Đài bình luận đi. Đảng viên trung ương của Việt Tân đó, mà SBTN như tôi nói là nhiều người tin rằng đó là ngoại vi, đó là cơ quan truyền thông của Việt Tân. Lên tiếng đi. Có phải là do đơn đảng hay lưỡng đảng đó, hay đa đảng đó? Con số tiền tính ra như vậy là khoảng là 4.000 tỷ tiền Việt Nam thì tính làm sao? Sao không thấy lên tiếng? Căn nguyên của tệ nạn xã hội như thế đó là do đơn đảng hay do lưỡng đảng? Hay do cái gì? Tôi nói rất rõ là do lòng tham của cá nhân, tham sân si nhé. Và vì như thế thì đơn đảng hay đa đảng, mỗi cái đều có ưu điểm và khuyết điểm. Nhưng tùy theo hoàn cảnh của mỗi một quốc gia và lịch sử của mỗi một quốc gia và truyền thống của mỗi một quốc gia, sự lựa chọn đó là của toàn dân, đa số. Không thể nói rằng là tuyệt đại đa số 100% được. Trên 50-mấy% là đã tốt rồi, mà đa số như Việt Nam là 90-mấy% thì để họ tự chọn. Và chọn là vì lý do là Việt Nam là một quốc gia ở cạnh Anh Trung Quốc khổng lồ bao nhiêu ngàn năm nay, mà trong quá khứ lịch sử lúc nào cũng bành trướng, đã từng đô hộ Việt Nam hơn ngàn năm. Không khéo Trung Quốc mua đứt một đảng, nếu có đa đảng thì Việt Nam sẽ rơi vào vòng nô lệ như từng nô lệ kỳ trước. Nên cần có một đảng sáng suốt mạnh, giống như thời xưa cần có một minh quân. Việt Nam chọn con đường đó, chứ không phải chọn theo cái sự bất mãn và con đường của ông Nguyễn Văn Đài. Thì ông có quyền lên tiếng, nhưng ông lên tiếng làm sao cho nó chính xác. Ông tự nhận là luật sư mà ông không có lý luận, nói vòng vo không thôi. Đây là một sự kiện xảy ra ở tại California, ở tại Nam California, quận Orange, nơi có rất đông người Việt Nam, coi như là đông nhất ở nước ngoài. Có những thành phố như Garden Grove, Westminster, Santa Ana, vân vân và vân vân. Người Việt Nam ở đó đông lắm. Và như vậy là gian lận các tài khoản của chính phủ. Một bác sĩ chuyên khoa nha, về phẫu thuật mà còn tham lam như thế. Còn trước đó nữa, nhiều vụ rồi tôi nói, tôi miễn nêu lên rồi. Tôi nói thí dụ như 2021, cứ Google đi, thấy bác sĩ gốc Việt nào là 30-mấy triệu, người này người nọ, truy tố rất là nhiều. Còn ở Houston cũng thế. Nhưng không phải đây là cơ hội để tôi đặt những người Việt Nam ở bên Mỹ xuống. Không phải. Tôi biết rằng con người ở đâu cũng thế, nơi đâu cũng có người tốt, người xấu, nơi đâu cũng có anh hùng, nơi đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có những người xấu, có những người tham lam như thế này. Và đây không phải là do cơ chế của lưỡng đảng, mà là do lòng tham của cá nhân. Tôi nói rõ như thế. Nên chuyện xảy ra ở bên nước Mỹ, tôi muốn đưa vào câu chuyện của ngày 30 tháng 4. Không phải là để nói xấu bên kia, mà để cân bằng những tiếng nói. Có những người bên kia cứ chống phá, rồi đưa ra những tiêu cực của Việt Nam, rồi đòi cái này, đòi cái nọ, đòi lật đổ nhà nước đủ thứ hết. Trong khi đó đã gần 50 năm trời rồi. Cách đây 50 năm, Mỹ giúp cho Việt Nam Cộng Hòa tiền tài vật chất trang bị tới tận răng, mà cũng không làm gì nổi được Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Bây giờ thì làm sao được nữa? Mỹ còn muốn tìm bằng mọi cách o bế Việt Nam vì e ngại sự phát triển và bành trướng của Trung Quốc. Thì các ông các bà nên suy nghĩ một con đường tích cực cho đất nước, chứ đừng suy nghĩ
và mang đi những cái hận thù của quá khứ 50 năm về trước, cái thời kỳ vàng son của các ông các bà. Computer còn phải điều chỉnh hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Cách đây computer ra 10 năm bây giờ là đã là lỗ cổ sĩ rồi, huống chi computer mà cái thời kỳ năm 78 nếu có đó, mà hồi đó thì có nhưng mà nó không có tân tiến như bây giờ. Mà bây giờ thì đã vượt bậc rồi mà người ta phải điều chỉnh hàng năm. Còn tư duy của các ông nó lỗ cổ sĩ, nó không những nó dừng lại, nó bị đóng băng năm 75, mà nó còn lôi kéo lại những cái chuyện của quá khứ nào, năm 4 thì tùm lum ấy. Nếu như thế thì không quốc gia nào mà phát triển được hết. Đương nhiên, thời gian thì có những lúc vấp phải những chuyện này, chuyện nọ, nhưng điều chỉnh. Thí dụ như là vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xin lỗi quốc dân vì sai lầm trong cải cách, thì đã xin lỗi rõ ràng và điều chỉnh để phát triển. Nhưng các ông, các bà thì không tha thứ. Sai lầm thì, ôi giờ phải xin lỗi, tha tội rồi, từ chức rồi là phải đào thay đó lên, rồi quật mồ, quật mã, đánh đập thì mấy ông mới hả dạ. Các ông, các bà còn hơn ác quỷ. Cứ đi kêu người ta ác quỷ, còn các ông các bà hơn ác quỷ. Những con người như Tôn Thất Sơn thì hàng ngày ra rã, lôi cái chuyện quá khứ. Ở bên Mỹ mà muốn kể mấy cái chuyện đó, tôi lôi luôn cái chuyện mà gọi là hồi thời kỳ nô lệ, rồi thời kỳ gọi là nội chiến của nước Mỹ, rồi thời kỳ mà những người mà gọi là ám sát các người đối thủ đầy hết. Những cái chết mà rất bí ẩn của ông Foster dưới thời kỳ ông Bill Clinton sao? Nếu muốn gọi là dai dẳng chuyện đó thì tha hồ. Tiêu cực của xã hội thì ngày nay ở đâu cũng có hết. Ở bên Mỹ rành rành ra đó đó. Như các ông các bà không dám lên tiếng hoặc là né tránh, rồi chỉ biết là chửi bới Việt Nam thôi. Tính ra mà bác sĩ Đinh Hào này mà tính ra như vậy là khoảng 4.000 tỷ tiền Việt Nam gọi là gian lận đó, thì các ông các bà nghĩ sao? Thưa quý khán giả, ngày 30 tháng 4 mà tôi nói chuyện này là để không phải là để hạ những người trong cộng đồng người Việt xuống, mà chỉ muốn nói lên rằng là nơi đâu cũng có những sự tiêu cực hết, để cân bằng lại những sự ồn ào chuyên tấn công nhà nước và bên phía Việt Nam này. Tôi cũng nói rất rõ, ở bên Việt Nam tôi biết có những tiêu cực. Tôi cũng đã lên tiếng những tiêu cực đó, nhưng lên tiếng trong sự góp ý chân thành và xây dựng tích cực, chứ không phải là để đả phá. Và ngược lại thì cái việc ở bên California, tôi biết rất là nhiều lần, nhưng tôi không lên tiếng là vì sao? Là để nếu góp ý thì góp ý trong sự xây dựng, chứ không phải là đả phá. Thì chuyện mà vừa mới rồi SPTN lên tiếng, thì tôi nói rằng đó là cá nhân, chứ không phải là vì cơ chế chính trị nha. Đó không phải là bản chất của cộng đồng người Việt ở nước Mỹ. Dầu rằng có một số người như bác sĩ Đinh Hào vừa rồi, nhưng đó không phải là bản chất của người Việt ở nước Mỹ. Được chưa? Chúng ta lên án những chuyện xấu xa đó không có nghĩa là chúng ta chà đạp một tập thể. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.